khảo cư sĩ diệu âm, và kế đến kính xin ban tổ chức chuyển đến cho máy diệu âm Hoài Thu ở Zoom 336, và con kính mời thầy Thích Hạnh Phúng sau diệu âm Hoài Thu ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ban tổ chức nghe rõ chưa ạ? Dạ, nghe rõ ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào lão cư sĩ diệu âm ạ. Con có một câu hỏi muốn được hỏi lão cư sĩ. Kính thưa bác diệu âm, người niệm Phật nếu muốn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì cần phải buông bỏ những gì, và vì sao phải tập tánh làm một người hiền ạ? Con kính tri ân công đức của lão cư sĩ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hoài Thu ơi, hai câu này nó dính chặt với nhau thành một, liên kết chặt chẽ lắm. Người hiền là người buông xả đấy, người buông xả là người hiền đấy. Như vậy mình nói là buông xả cũng được, nấu hiền cũng được, muốn nói sao nói. Buông xả thứ gì đây? Ví dụ như người chê pháp hộ niệm dở quá, thì cái chơi này là cái dở đấy, bỏ đi, đúng không? Nó đi hộ niệm sao chán quá, thì cái chán này chính là cái nhân mà lúc người khác tới hộ niệm cho mình, người ta cũng chán như vậy. Bây giờ bỏ cái chán này đi, bỏ ngay những cái gì sơ suất của chính mình, cho biết bỏ vạn duyên nào mà biết đâu mà bỏ. Bỏ ngay những cái gì mà mình đang sơ suất, cái gì đang sơ suất đây? Hãy hỏi bạn bè mình đi, nói tại sao chị đi tu mà cứ bữa nào cũng trễ. Trễ là cái sơ suất của chính mình đấy, nhớ đi, bỏ đi. Tại sao chị ngồi chị cứ nhắm mắt hoài, chị ngủ gục hoài? Ngủ gục là cái sơ suất của chính mình đấy, người ta nhắc nhở mình bỏ đi. Vì tại sao trong lúc niệm Phật mình ngó qua ngó lại lung tung vậy? Thì người ta nói như vậy là cái ngó qua ngó lại là cái sơ suất của chính mình, bỏ đi. Bỏ ngay những cái gì của mình, Diệu Thu ơi, biết không? Cũng như hôm qua, cũng như có cái ban hộ niệm người ta nói đó, người tu 30 năm, người ta tôi nói cái gì? Tôi biết rồi, tôi biết rồi là cái sơ suất của chính mình đấy, là sự thượng mạng đấy, là tưởng mình đúng đấy. Mau mau bỏ cái này đi. Chứ bây giờ biết bỏ cái gì nữa bây giờ? Bỏ những cái gần gũi nhỏ nhen của những người nhắc nhở mình, chính là buông xả. Buông xả như vậy là người không? Người hiền niệm Phật rất dễ vãng sanh, hiểu không Diệu Thu? Chứ còn biết buông xả gì nữa đây? A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm.